Và chúng ta cùng đến với trận thiếu thứ ba, trận thiếu bản lề. Và đây là xe của chia sẻ với một bài không đánh kiểu thịt kho tàu nữa rồi. Khi mà gỗ đầu là rất gần. Đối với những bài gỗ đầu gần như thế này thì chẳng cần phải thịt kho tàu. Mệt người. Gỗ đầu gần thì vẫn có thể đóng S sớm. Không thua cái bài thịt kho tàu nhiều. Không biết ai vừa bảo tài trợ cho mình nhỉ, tài trợ cái gì thì không biết. Vâng, vừa lên Facebook thì thấy Tuấn Tiền Tỷ đã có một sự đáp trả không hề nhẹ. Vâng, bằng cách cho mình lên Facebook con lợn này. Vâng, nói chung là những trận thi đấu của ngày hôm nay thì các bạn hãy lên nhớ một điều rằng đây là những trận thi đấu nó có tính chất tập luyện, tính chất trao đổi kinh nghiệm và trau dồi kinh nghiệm hơn giữa của các game thủ Việt Nam chúng ta. Một giải đấu mà nó mang nặng về màu cờ sắc áo chứ không phải là hình bóng của clan hay là cá nhân, thì chúng ta hãy lên cổ vũ cho tất cả các game thủ chứ đừng lên thiên vị cho người này người kia. Chim sẻ trắng đã là ông vua cung đường của Việt Nam sau bao nhiêu năm nay rồi. Cái đấy điều đó thì nó có câu trả lời, chính là cái bằng chứng chính là những giải vô địch gần đây. Vì vậy việc các game thủ còn lại tiếp cận trình độ của chim sẻ trắng và có thể thắng được chim sẻ trắng thì sẽ là một điều rất là hay. Nên các bạn đừng dìm game thủ khác mà lại thích game thủ mình yêu. Kể cả những fan của BB hay fan của ông anh hay fan của bất cứ ai, các bạn hãy lên công bằng với tất cả game thủ.
đây là các cầu thủ chúng ta đang ra sức tập luyện vì màu cờ sắc áo chứ không phải vì cá nhân. Các bạn hãy lên nhớ điều đó. À, mình thích lấy gờ coi. Vâng, Hùng Phát. HL. HL, HL cao. Vâng, HL. Hơi tục tĩu tí thì nó là hãm. Rồi, không nói bậy nữa. Mà tôi nói chung là cũng hay nói bậy thật, nhưng mà khi mà đã cầm mic này thì mình bậy có văn hóa, chứ không văng quá nhiều vào mic, nên các bạn cứ yên tâm. Bậy phải bậy có văn hóa. Đấy, không được bậy quá đà. Vâng, Lama sao? Đúng là Lama. Có khuyến mại một con voi đứng trước cửa nhà nữa. Và tí ngớ nghề lên thì ra tên cung đầu tiên bắn chết con voi luôn để lấy đường đi cho nó rộng. Quay trở lại trận đấu này, tân cung đầu tiên sẽ có 3 con này, 4 con, 5 con, như vậy 2 con ra hơi sau một chút, nhưng mà nó vẫn cùng với cái đoàn di chuyển 5 con đầu tiên, vẫn coi là đều. Vâng, gặp luôn nhà Hồng Anh, và nhà Hồng Anh ở trên dốc, chia sẻ không vội công và tìm được khác. Và đây là tân cung đầu tiên của Hồng Anh. Một con đi thám thính. Vâng, do thám. Một con lọt vào nhà, nó không thể kin được nhiều nhưng nó sẽ khiến mình rất bất tay. Đó là cách chơi của các game thủ đánh cung đờ hay. Họ sẽ luôn luôn khiến mình mất tay để họ nhiều tay hơn, họ phát triển. Đấy, các bạn có thể thấy, chỉ một cung đờ vào trong thôi thì cái việc vứt con cung đờ đấy sau đó sẽ điều đạo quân ở ngoài, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Đấy, cứ một con cung lờ vào rồi, và bây giờ bắt đầu bị Opa và đẩy vào bãi gỗ đầu tiên. Cứ một cung lờ vào nhà khiến mất tay thôi, khiến đối phương mất tay, sau đó thì sẽ tập trung điều đại quân ở ngoài. Đấy chính là tác dụng chính của việc mà cứ thả một hai con vào nhà. Kìa, cẩn thận bãi gỗ, lại bị bắn xuyên rừng. Hồng Anh sẽ liên tục vào đứng bắn xuyên rừng thôi, và sẽ lại tìm đường vào nhà chim sẻ. Chim sẻ đang có một tình huống muốn đi một tầng quần ảo, hướng từ dưới lên và hướng từ 3 giờ lên 12 giờ. Nhưng Hồng Anh thì cũng đang có một đạo quân ở đây. Nói chung là hai game thủ chim sẻ lắng và Hồng Anh của chúng ta thì nói chung là nó quá hiểu nhau rồi. Timeline của Hồng Anh đang đè 51-49, đang nhỉnh hơn chim sẻ lắng một chút. Và chim sẻ lắng vàng bây giờ mới có tay để có thể nhớ hết ruộng. Vừa rồi là những tình huống chưa nhớ hết ruộng. 37 dân của Hồng Anh. Vâng, lại bắt đầu hòa bình rồi. Đang là những tình huống cả hai game thủ đang muốn đi những tầng quân ảo của riêng mình. Đây, bắt đầu một tấn công lên và chim sẻ đang phải kéo toàn bộ lượng quân về.
vì đây là một pha ốp tổng lực, ốp toàn bộ, dường như đây là toàn bộ quân của Hồng Anh đây rồi. Và Hồng Anh chỉ vào dọa thôi xong lại ra, và chỉ vào dọa thôi, sau đó ra luôn, không đấu. Vì Hồng Anh biết là lượng quân của Chim Sẻ Đắng cũng không phải ít ở tình huống này, không hề ít. Và Chim Sẻ Đắng muốn ốp A sao? Vâng, đi quân rất quyết đoán. Rồi tách 4-5 con ra, nhưng vẫn chưa vào nhà Hồng Anh. Và Chim Sẻ lại phải rút, tiếp tục phải rút lui tiếp. Không, Hồng Anh vẫn hở nhà, nhà Hồng Anh vẫn còn đang hở. Nhà Hồng Anh vẫn còn đang hở. Và Chim Sẻ đang phải rút quân. Bằng trên vẫn vài con, vẫn chưa tách được cung vào hẳn phía bên trong nhà của Hồng Anh. Nhưng đây một pha Hồng Anh đang công lên khu vực nhà A của Chim Sẻ. Và Chim Sẻ đang là người dàn quân đẹp hơn. Hồng Anh sẽ phải rút lui sau tên này. Không, Hồng Anh đang rất đông và Hồng Anh muốn khô máu luôn. Đó là sự lôn nóng đến từ Hồng Anh. Một sự lôn nóng cực kỳ lôn nóng luôn. Và bây giờ thì ba con cung lửa này nó sẽ lọt được vào trong nhà của bên trong nhà của Hồng Anh. Nó sẽ lọt được vào trong tham lai của Chim Sẻ đang là 81 và 8x. Tham lai chắc là sẽ cân trở lại thôi, hoặc là Hồng Anh vẫn đang là người nhỉnh hơn một chút. Vâng, ba cung lửa của Chim Sẻ đang vào nhưng không làm được gì cả. Vào được nhưng cũng không làm được gì. Và đây, mặt này mới là mặt hở nhiều. Đây rồi, một pha quân của Hồng Anh đang ở dưới dốc. Và Hồng Anh muốn trèo dốc. Không biết Hồng Anh trèo dốc hay là Hồng Anh đi lỗi quân đây. Vâng, như vậy là tôi cũng chẳng biết là lỗi hay là gì nữa. Chẳng biết là pha đấy là đi lỗi hay là muốn đi hẳn ra ngoài mới đấu. Đây, ốp A đến từ Chim Sẻ. Bắt đầu ốp A. Và đạo quân phía bên trên vẫn chưa bị bắt, vẫn đang chạy được. Hồng Anh đang muốn bắt hoàn toàn đạo quân này. Và Hồng Anh đang vẩy e. Trong khi đó thì Chim Sẻ đang ốp được A và tách được những con cung lửa vào phía bên trong nhà Hồng Anh. Trong khi đó quân ở nhà thì vẫn đang sóc đều. Số lượng quân của Hồng Anh vẫn đang rất đông. Nếu như tên này Chim Sẻ đang không làm được tốt, vẫn không chiếm được nhiều lợi thế phía bên trong nhà của Hồng Anh, thì Chim Sẻ đang sẽ là người thua chứ không phải là người thắng. Bởi vì Chim Sẻ đang sẽ là đã bị bắt rất nhiều quân rồi. Lượng quân của Hồng Anh rất đông. Bây giờ Hồng Anh quân đang đông hơn Chim Sẻ, nhưng Chim Sẻ vẫn đang sóc được đều quân. Các bạn nên nhớ điều đấy, Chim Sẻ vẫn đang sóc được đều, còn Hồng Anh thì không biết có sóc được đều hay không. Đang bị ốp A mà. Ốp A thì thường thì sẽ không sóc được đều. Nhà của Hồng Anh không loạn nhiều, chỉ chết một vài dân thôi. Tham lai đang là 90, vâng 88. Chiếm con dốc này. Tám mươi chín trên một trăm mười hai. Vâng, hai game thủ vẫn đang so găng. Một cuộc đấu đối đầu cũng hay không kém. Và Hồng Anh có một. Vâng, Hồng Anh có một. Khi mà cái nhà quân của Hồng Anh là một nhà quân cực kỳ khó thủ, và Chim Sẻ đã tận dụng tốt cái điều này. Tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho Chim Sẻ Đắng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến trận thiếu tiếp theo. Vâng, cái thế này là thế Hồng Anh thua rồi khi mà nhà đã bị loạn. Đó là do Chim Sẻ Đắng đã làm tốt được cái công việc mà tách được cung vào phía bên